chào mọi người. Hôm nay Huệ Nguyễn xin trở lại và chia sẻ với các mẹ một cái chủ đề về việc đi chợ. Thì khi mà chúng ta đi chợ ấy, thì chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều sản phẩm thực phẩm có đủ các cái tiêu chuẩn, có rất là nhiều những cái ký hiệu khác nhau ở trên các cái bao bì. Thì mình nên sử dụng cái nào, có cái ký hiệu nào thì có nghĩa là như thế nào. Thì mình theo như mình nhìn thấy ấy, thì thông thường nó sẽ có ba cái kiểu ký hiệu. Thứ nhất là sẽ không có cái biểu trưng gì cả đó. Thứ hai là sẽ có cái ký hiệu gap. Thứ ba là sẽ có cái ký hiệu về organic. Thì thứ nhất là cái phần mà không có cái ký hiệu về một cái gì đó thì có nghĩa là cái sản phẩm đấy sẽ cần phải kiểm tra lại về cái việc là nó có đạt tiêu chuẩn gì đó hay không đó. Cũng có thể nó sẽ không đạt tiêu chuẩn đó, thì mình cần phải check lại một lần nữa. Thứ hai là với những cái sản phẩm mà có cái ký hiệu là gap. GAP tức là viết tắt của từ GAP, là có nghĩa là Good Agriculture Practice, là quy trình thực hành nông nghiệp tốt. Thì với các cái sản phẩm thực phẩm mà có đạt tiêu chuẩn GAP thì có nghĩa là trong quá trình nuôi trồng thì cái người nông dân người ta được phép sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hoặc hóa chất hóa học, nhưng mà có cách ly đủ thời gian, đủ khoảng cách để cho nó an toàn cho người sử dụng và cái người thực hiện cái việc đó. Thì với các sản phẩm GAP hiện nay trên thế giới thì rất là phổ biến, bởi vì cái việc này thì mới có thể đem lại cái, giúp cho chúng ta là có một cái quy trình sản xuất lớn đạt được năng suất cao. Ngoài những cái sản phẩm GAP thì nó có một cái sản phẩm mà cái số lượng nó sẽ nhỏ hơn trên thị trường mà chúng ta đang nhìn thấy và nó đang là xu thế của thế giới của chúng ta hiện nay, đó chính là organic, là gần với thiên nhiên. Thì organic là gì? Là những cái sản phẩm thực phẩm hoặc các cái sản phẩm chế biến mà hoàn toàn không có sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, không có biến đổi gen, không sử dụng bùn thải, không sử dụng bất kỳ một cái phương pháp nào mà có liên quan đến hóa học để hoặc là vật lý mà làm ảnh hưởng đến cái cây trồng hoặc vật nuôi của mình. Thì với động vật thì họ sẽ không được sử dụng kháng sinh, cũng không sử dụng hormone sinh trưởng. Chính vì vậy mà với những cái thực phẩm mà tuân thủ theo quy trình organic thì thông thường nó sẽ đạt cái tiêu chuẩn rất là tốt, ăn nó sẽ ngon hơn. Nhưng mà thường là nhìn nó sẽ xấu hơn này. Thứ hai là nó sẽ nhỏ hơn, năng suất nó sẽ không cao và giá thì sẽ đắt hơn rất là nhiều so với GAP. Như vậy thì tùy theo cái điều kiện của gia đình mà chúng ta sẽ chọn GAP hay là organic. Thì với những cái cháu nhỏ và hoặc là những cái bà mẹ mang thai hoặc những người bị bệnh thì có thể chúng ta sẽ ưu tiên sử dụng organic. Còn thông thường thì trên thế giới mọi người sẽ sử dụng GAP là chính, vì nó là cái sản phẩm mà sẽ giúp cho người nuôi trồng sẽ đạt được cái năng suất tốt hơn. Như vậy thì mới đảm bảo được cái an ninh lương thực. Thì hôm nay mình đã chia sẻ với các bạn hai cái chủ đề chính là GAP và organic. Thì nếu các bạn nào quan tâm nhiều hơn đến hai chủ đề này thì có thể inbox cho mình. Và nếu các bạn cảm thấy video này hay thì hãy bấm nút like và chia sẻ nó.